Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là ngay cái ngã ba của đường DT753B này anh chị ha. Anh chị đi hướng này là hướng DT753B này, rồi đi được cụm công nghiệp Tân Phước này, đi được đường liên huyện cây số 9 này, đi được Saxi này, đi được DT755, đi được quốc lộ 14 này. Anh chị thấy hôm nay người ta làm đẹp không ạ? Đó, hôm nay người ta làm đẹp không? Đó, còn quay lại đây mình đi DT753 này, đi Ủy ban Tân Phước này, đi thành phố Đồng Xoài, đi khu công nghiệp BKMX này. Đó, tôi quay một cái video ngắn ở cái khúc này cho anh chị xem nhá. Đó, sau này khu vực này cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị ha. Đó, còn đường này thì mình đi vào thẳng Tạo Lực luôn này. À, đi Tạo Lực, đi khu dân cư 5 đô anh chị nhá. Đó, đây, đó anh chị thấy không? Đó, ngày xưa ở đây là khó đi lắm luôn kìa. Chứ không có dễ đi đâu. Mà bây giờ người ta làm đẹp không ạ? Bây giờ mình chạy về hướng 5 đô nhá. À, một chút để cho anh chị xem. Quá là tuyệt vời luôn anh chị ạ. Vườn cao su này, hai mặt đường. Tiền không là tiền anh chị ạ. Đó, anh chị thấy không? Ôi ơi, ngày xưa nghe từ 5 đô rồi sắp xi thôi là không muốn vào rồi. Đấy, chị ha. Tôi cứ thấy cái đoạn đường nào mà đẹp là tôi muốn quay cho anh chị xem. Cứ đi thẳng đường này là lên, như vậy tôi chia sẻ, là lên đường nhựa 28 này, rồi đi khu dân cư 5 đô này, rồi đi Tạo Lực này. Đó anh chị ha. Rồi mình lại ra được DT753 này, ra đường 312 này. Ui, đi tùm lum hết anh chị nhá. Quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng tất cả những cô chú người dân địa phương ở đây nhá. Ui, đẹp quá. Giờ ở đây không có gì ngoài đất anh chị ạ. Thế người ta mới nói là đại gia chân đất, đúng không? Qua kia tôi có một anh bạn, tôi mời anh đi uống cà phê. Anh nói ơi, tôi mới cả mũ cao su về, tôi bẩn lắm, hôi lắm, tôi không đi uống cà phê đâu. Ra quán sang trọng quá, tôi không dám ngồi đâu. Đó. Tôi mới trêu anh là càng hôi càng bẩn như đấy. Nghĩa là người có tiền, chứ người sạch như chúng tôi là không có tiền đâu. Đúng không anh chị ha? Đấy, nông dân bây giờ mới là người có nhiều tiền anh chị ạ. Có nhiều đất là có nhiều tiền. Đó. Đẹp luôn. Nhà nước quy hoạch một khu ở trong này, cái khu dân cư trong này khá là lớn. Khu dân cư 5 đô khá là lớn. Ngoài khu dân cư 5 đô thì có hai khu tái định cư cho đường Đồng Phú Bình Dương, là cái đường Tạo Lực đấy anh chị ạ. Lúc nó hoang sơ, lúc nó còn thưa thớt như này thì mình lên, chứ nó mà đông đúc rồi thì chắc chắn là lên giá nó đắt lắm. Tôi nói thiệt, cái đường Tạo Lực mà nó khởi động lại thôi là cái giá trị nó đã khác rồi. Rồi thằng cộng thêm cái thằng mà Đồng Phú Bình cái thằng khu công nghiệp BKMX Đồng Phú, nó chỉ cần đền bù mốc cây mốc gốc là nó khác mà. Đây cái bài chỉ đường này anh chị. Đó, ấp 5 đô này, ấp Saxi này, Phước Tiến này. Con đường nhựa 28 rồi với anh chị này. Tôi xin phép tôi đậu xe đây. Đó, con đường này là đi thẳng ra, lại ra cái con đường DT753B vừa nãy đấy anh chị ha. Đường này đi lên cụm công nghiệp Tân Phước này, đi lên DT753B để đi đường liên huyện cây số 9 này. Còn đây lên Tạo Lực với lên khu dân cư 5 đô anh chị ha. Cái chỗ vị trí đang đứng ở đây đều là 5 đô hết rồi anh chị ha. Khu này nó quy hoạch là khu dân cư 5 đô hết. Sau này nó ngõ cho ở đây là được lên thổ cư, nhà nước cho đây là được lên thổ cư 100% anh chị ha. Còn bây giờ thì tôi sẽ cùng anh chị đi vào trong này tham quan hai sào đất, xin lỗi, hai sổ, hai cuốn sổ, mỗi cuốn là hơn một sào đấy, nói hai sào cũng được, trên mặt đường Tạo Lực luôn, ngay gần khu dân cư 5 đô này. Thì cái đấy thì tôi làm video sau anh chị ha. Còn video này thì tôi chỉ quay một khúc đây để giới thiệu cho anh chị từ đường DT753B rồi với cái đường lên khu dân cư này thôi anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm đất ở khu dân cư 5 đô, đất ở mặt đường Tạo Lực và những con đường liên huyện, liên xã ở khu vực 5 đô này, hoặc Phước Tiến hoặc Tân Phước, thì liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 với chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com để lựa chọn
tìm kiếm thêm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.